Và bây giờ chúng ta cùng đồng hành hạn chế việc thắp hương đốt vàng mã trong di tích, tuyệt đối không thắp hương bên trong nhà chùa, luôn giữ gìn vệ sinh, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Mọi hình thức hạn chế việc thắp hương đốt vàng mã trong di tích, tuyệt đối không thắp hương bên trong nhà chùa, luôn giữ gìn vệ sinh, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Thực hiện đúng quy định của ban tổ chức, mặc trang phục phù hợp với phần phong mỹ tục, không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, không lợi dụng lễ hội để truyền đạo trái phép, không xâm phạm đến di tích, hiện vật, làm ảnh hưởng đến kiến trúc và di vật, tượng Phật tại di tích, không gây mất an ninh trật tự, không cản trở giao thông, nghiêm cấm các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức, hạn chế việc thắp hương, đốt vàng mã trong di tích, tuyệt đối không thắp hương bên trong nhà chùa, luôn giữ gìn vệ sinh, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tại khu di tích. Chùa Tây Phương là di tích quốc gia đặc biệt, rất nhiều khách quốc tế, khách trong nước đến tham quan bắc cảnh. Ban tổ chức đề nghị các cơ quan nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Một dãy đường lên bằng đá ong hết, tất cả những cái bậc này được lát bằng cấu trúc bằng từ những viên đá ong, và đó là những cái vật liệu đặc trưng của sứ đoàn. Cái này người ta nó bằng, ta đi sợ có chơi không, đi lên không sợ. Và lên đến khu này chúng tôi thấy có nhiều những gian hàng bày bán hàng nhiều hơn. Wow, có gì?
À, đây là những gian hàng bán hàng lưu niệm dọc theo con dốc mà là những bậc bằng đá ong. Camera này rất là đẹp. Cổng chùa. Còn mua đâu mà là 230 biếu không đâu. Được có 10.000. Con bán ở đây này em bán tại nhà nhá. Alo, anh có nghe không nhỉ? Đấy em chỉ tặng em. Cái kia 20.000 bao nhiêu anh? 800 Thank you.
Ở đây là những cây đại cổ. Ở trong khuôn viên chùa Tây Phương. Và bây giờ chúng ta cùng đi xuống để tạm biệt chùa Tây Phương, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội. Thank you.